Xin chào mừng quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Thống Nhất ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Thành Tâm cùng với Pháp Men Long Thành. Và như vậy, một cuộc so tài ngày hôm nay đã chính thức được bắt đầu. Liêm La La, số 10 A Trường, số 9 là Anh Bốp, số 11 Thái Nguyên. Dứt điểm, tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về các cầu thủ Thành Tâm. Bên cạnh Thành Tâm thì Thủy Đặng còn thi đấu thêm một vài đội bóng, từ Sa Huỳnh cho đến Nông Nghiệp Xanh cho đến Huyền Thoại. Dứt điểm, không vào. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành Tâm FC, và đó là tình huống dứt điểm của Dũng VinFast. Hậu vệ cánh phải của đội bóng vàng đã có tình huống dâng cao. Nhịp dứt điểm đó làm chúng ta cứ tưởng chừng như Dũng VinFast sẽ không thể làm rung màng lưới của thủ môn Văn Hiệp. Nhưng rồi đó là một cú dạ chân mà khiến cho màng lưới của cao thủ Pháp Mèo Long Thành đã rung lên. Một pha bóng mà người bạn rất thân thiết đó là Huỳnh Hữu Thạch đã tạo ra một đường truyền không. Và như vậy chính xác là cầu thủ mã áo số 3 Tấn Lực là người đã tạo ra một đường truyền chính xác dành cho pha lao lên đầu tiên của Dũng VinFast ở trong trận đấu ngày hôm nay. Là những cầu thủ có khả năng chuyền bóng cực kỳ tốt, và Tấn Lực cũng vậy. Dứt điểm, tình huống dứt điểm thiếu chính xác đến từ đội trưởng mang áo số 10, đó chính là anh Trường. Tuyển Đăng, đây là tình huống tấn công của Tuyển Đăng. Tuyển Đăng sẽ làm gì? Xuất xa, không khó đối với thủ môn Văn Hiệp. Nguy hiểm, cơ hội dành cho Pháp Mạnh Long Thành, không vào. Cú trả chân là của Thanh Ngọc. Thanh Ngọc đã chưa chiến thắng được thủ thành Trần Việt của câu lạc bộ Thành Tâm, và chúng ta đang theo dõi lại tình huống này. Đường chuyền quá hay, đây là cơ hội dành cho cao thủ Thành Tâm. Đường chuyền vào, vẫn không được cơ hội. Sơ Sala, chân trái, không vào. Nhưng sau đó thì lưới cũng đã rung lên. Nhưng tiếc là một tình huống việt vị đến từ Xuân Quyết, cầu thủ vừa mới vào sân. Cú đá đầu tiên bóng đã chạm vào cột dọc. Cơ hội dành cho các cầu thủ Pháp Mèo Long Thành đối mặt. Đẹp Lòng, không vào. Thêm một cơ hội nữa mà số 19 Thanh Ngọc đã không thể dứt điểm thành công. Sự chủ động đến từ thủ môn Trần Việt đã khiến cho cú đá này của Thanh Ngọc không có được sự như ý. Vẫn đang trong sự kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội đây rồi, có thể dứt điểm đi, không vào. Cố Thạch, tốt rồi. Cầu thủ số 6 vừa mới vào sân nên vẫn còn rất nhiều thể lực. Thanh Tuấn, không được. Cú đá quá dễ dàng. Cú xử lý hay, có khoảng trống ở cánh phải. Chuyền nhanh đi nào. Đó là một quyết định bứt tốc đến từ cầu thủ mang số 12. Cầu là vẫn còn. Dứt điểm, không chính xác, đó là Thanh Ngọc. Và pha dứt điểm cuối cùng là của Trường Lam. Lớn so với cao thủ Pháp Mạnh Độc Thành. Thanh Tuấn, cơ hội dành cho Thanh Tuấn. Dứt điểm, không vào. Đó là pha bóng có lẽ là của Tấn Lực. Được chuyền rất hay. Cơ hội tấn công dành cho cao thủ Pháp Mạnh Long Thành. Vẫn đang là cao thủ Pháp Mạnh Long Thành. Chân trái, không vào. Vừa rồi đó là một tình huống dứt điểm của cao thủ Pháp Mạnh Long Thành. Vừa rồi đó là Minh Đại, cầu thủ mang số 14. Cú dứt điểm chân trái là rất tốt, nhưng chỉ thiếu đi một sự may mắn. Không chính xác, người dứt điểm vẫn là Thanh Ngọc. Và Thanh Ngọc lúc này đang là ông vua bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội dành cho cao thủ Phạm Mạnh Long Thành. Vẫn là tình huống dứt điểm của Thanh Ngọc.
Thật sự rất đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đang theo dõi lại pha bóng này. Một pha bóng mà tiếp tục các cầu thủ đến từ Phan Văn Đồng Thành bỏ lỡ cơ hội. Ngày hôm nay Thanh Ngọc không có duyên ghi bàn cũng như không có duyên kiến tạo. Cú đá của Tuấn Nema. Tuấn Nema cùng với các đồng đội đang chủ yếu thực hiện các tình huống tấn công từ hai cánh. Vừa rồi đó là cú dứt điểm của Tuấn. Sự kiểm soát. Tình huống phát bóng dài của Tấn Lực dành cho Tuấn Nema rất chính xác. Tuấn Nema dứt điểm. Nên là các đường chuyền. Hữu Thạch dứt điểm từ xa không được. Vừa rồi đó là tình huống dứt điểm từ xa của Huỳnh Hữu Thạch. Đó là cú đá vẫn còn hơi hiền khi bóng đã đi đến ngay vị trí của thủ môn Văn Hiệp. Đây cũng là một trận đấu mà không có sự góp mặt của Giang Ca Lê. Cầu thủ đang gặp chấn thương rất nặng và anh có thể vắng bóng trong khoảng vài tuần. Vẫn còn Hồng Đức. Rất khó chịu. Và như vậy đúng lúc này tiếng còi của chúng ta cũng đã vang lên để khép lại hiệp 2. Một trận đấu mà không có nhiều bàn thắng. Một trận đấu với những diễn biến khá là buồn tẻ. Và tỷ số chung cuộc là 1-0 với pha làm bàn duy nhất của người Hùng Dũng VinFast.